Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Và video hôm nay chúng ta sẽ cùng thử làm một cây modlet dựa trên một video hướng dẫn khá đơn giản của Oleg. Đó là một chủ shop quay người nước ngoài. Nguyên liệu không thể thiếu để làm cây mod này đó chính là đèn led xe đạp. Thì mình có đặt mua hai cái đèn led ở trên Shopee, thì anh em nó có thể search led đèn led xe đạp ấy, thì sẽ có và giá dao động khoảng từ 20 đến 30 thêm ship nữa. Hasagi. Trên Shopee bán rất nhiều các loại đèn led các bạn ạ, thì mình đã cố tìm thấy hai cái này trông giống cái loại mà Oleg sử dụng trong video của anh đấy. Thì cái này sử dụng trong xe đạp thường là gắn vào cái một đầu van xe đạp, rồi khi xe đạp quay làm tiếp xúc điện gì đó pin rồi đèn led được phát sáng, nhưng mà vì nó không liên tục nên có thể nó gây sự nhấp nháy gì đó, thì mình sẽ áp dụng vào cái bút này. Đây cũng lấy do để xem kỹ hơn về hai cái đèn led này. Đấy, đây anh em có thể thấy là nó có hai cái đầu dài phát sáng. Một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là thân SPT Super Tip. Thì anh em có thể tìm một cái thân nào đó to to để lắp vừa hai cái van xe đạp này, hai đầu giống như video hướng dẫn. Thì mình sẽ cùng thử xem nó có lắp vừa hai đầu của cái thân này không nhé. Vãi, đây không vừa anh em ạ. Mình cứ nghĩ là nó vừa nhưng mà thực sự là vãi, không vừa với hỏng rồi anh em ạ. Hình như mình mua nhầm loại, mình như mua nhầm cái loại mà hai cái chân bút nó hơi to. Không sao, mình đã nghĩ ra giải pháp rồi anh em ạ. Bước đầu tiên thì theo như Oleg hướng dẫn, mình sẽ phải bỏ cái giấy ở giữa để ngăn cách điện và cái pin này thì led nó mới sáng được. Đó, anh thấy nó nhấp nháy ấy. Đành dùng tạm băng dính quấn vào cái led với cả thân bút thôi, vì nó không lắp vừa vào cái thân bút nên đành làm thế này thôi vậy. Chắc là quay trong bóng tối thì nhìn để bên ngoài ánh sáng thì nhìn không đẹp, nhưng mà quay bóng tối thì chắc chả nhìn thấy đâu. Quay bóng tối chắc hầu hết là nhìn thấy đèn nó sáng, còn thân thì chắc là chả nhìn thấy, nên để quay tạm bợ này, quay tạm thì tí nữa xem có được không. Chắc quay 2-3 vòng chắc là ổn anh em ạ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Mình nghĩ quay là ổn thôi, nhưng mà khả năng là sẽ không được bền, vì băng dính thường là nó không tính chặt, vì tốc độ quay của mình nó quay nhanh mà. Mình nghĩ là không bền đâu. Tí thử quay xem có ổn không. Xong rồi anh em ơi, test mod thôi. Hai đầu này bằng sắt nên quay khả năng khá êm, nhưng mà được cái là quay trong ánh sáng nhìn băng dính thì nó hơi cùi bắp, còn cảm giác nó cứ dễ rơi thế nào. Còn lần sau cố mình sẽ làm lại bằng hai cái đèn led khác. Rồi, và thử thách làm cái cây bút led mod này không đúng như dự kiến của mình lắm. Chắc lần sau mình phải mua hai cái đèn led khác chân nó nhỏ hơn. Và cái đây cũng là kinh nghiệm cho anh em chọn mua loại nào cái chân nó nhỏ nhỏ để còn lắp vừa vào hai đầu của cái thân bút này. Thì quay cũng khá ổn, nhưng mà chắc là không bền, tí mình sẽ tháo ra. Còn anh em nào thấy hay thì nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh và nhấn chuông theo dõi. Hẹn anh em ở những video thú vị tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.